đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, tôi nghiêm túc chấp hành và chờ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội. Liên quan đến nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ở Bến Tre cho biết ông sẽ không trả lời báo chí vì ông là đảng viên và ông phải chấp hành nghiêm túc các vấn đề đang chờ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội. Vào 13 giờ 55 phút chiều ngày 9 tháng 11, đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã chủ động tới trung tâm báo chí để trao đổi với báo chí một số thông tin liên quan đến việc ông chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới đây. Trước đó, trong buổi chất vấn chiều ngày 31 tháng 10, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ rất ủng hộ cuộc cách mạng của ngành công an thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra nhiều con số cho thấy những vi phạm khủng khiếp của cơ quan điều tra. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra các con số không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, vi phạm trong tống đạt là 100%. Trao đổi với báo chí chiều ngày 9 tháng 11, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ cảm ơn báo chí trong thời gian qua, quan tâm đến hoạt động Quốc hội, quan tâm đến hoạt động của đại biểu Quốc hội. Như các bạn đã biết, trong phiên chất vấn vừa qua, có một sự kiện mà báo chí và trên mạng đưa rất nhiều. Đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã có văn bản đề nghị Đảng đoàn Quốc hội xem xét một số vấn đề liên quan đại biểu lưu bình nhưỡng nói đại biểu lưu bình nhưỡng nêu rõ với tư cách là một thành viên ở tổ đảng và với tư cách là một đảng viên theo đúng quy định của điều lệ đảng các quy định của pháp luật tôi nghiêm túc chấp hành các quy định của đảng đây là vấn đề rất quan trọng chúng tôi nhận thức được việc thực hiện các quy định của đảng rất là cần thiết đây là trách nhiệm của tất cả đảng viên kể từ giờ phút này không phỏng vấn và đưa tin tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề này liên quan đến tôi những vấn đề mà tôi có thể tâm sự ngoài lề thì không coi đó là cuộc phỏng vấn và đề nghị các bạn không đăng tải những vấn đề này nữa để chờ ý kiến quyết định của Đảng đoàn Quốc hội. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói. Vị đại biểu tỉnh Bến Tre cũng cho biết đến nay Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có bất cứ chỉ thị hay cho phép nào đối với ông để trả lời phỏng vấn báo chí. Có nghĩa là tôi phải chấp hành nghiêm túc các vấn đề đang chờ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội. Nếu đăng tải bài viết trong ngày hôm nay Mong các bạn gỡ chờ các quyết định chung Tôi sẽ chấp hành mọi quyết định của cấp có thẩm quyền Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ Trong buổi chất vấn chiều ngày 31 tháng 10 Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ rất ủng hộ Của cách mạng của ngành công an thời gian qua Tuy nhiên ông cũng đưa ra nhiều con số Cho thấy những vi phạm khủng khiếp của cơ quan điều tra Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra các con số Không thụ lý tin tố giác 94% chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, vi phạm trong tống đạt là 100%. Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Thượng tướng Lê Quý Vương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ký văn bản gửi Đảng đoàn Quốc hội kiến nghị về một số đánh giá chưa chính xác của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, gây dư luận không tốt. Văn bản này kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đính chính lại những nhận định, đánh giá liên quan đến số liệu trên và không qua các lời nói hoạt động làm phức tạp thêm tình hình, đồng thời có hình thức xử lý vi phạm có liên quan đến việc phát ngôn và đánh giá, nhận định tình hình gây dư luận xấu. Với tư cách một cử tri, tôi yêu cầu ông Lưu Bình Nhưỡng phải đính chính về phát ngôn của mình. Đây là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, trước những phát biểu đánh giá không đúng của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Quốc hội mới đây về công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm, xử lý đơn thư của lực lượng công an. Phóng viên hỏi, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông đánh giá như thế nào trước những ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Quốc hội mới đây liên quan đến công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm, xử lý đơn thư của cơ quan điều tra thuộc lực lượng công an? Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời. Ý kiến đó của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là hoàn toàn không đáng tin cậy, không đúng sự thật. Một là do ông kém về tính toán, hoặc ông có động cơ gì với lực lượng công an. Trong trường hợp này, tôi thấy nghiêng về nhận định thứ nhất. Chỉ với một con tính đơn giản mà ông Lưu Bình Nhưỡng cũng không tính toán ra được. Với tư cách là một công dân, cử tri, tôi yêu cầu ông Lưu Bình Nhưỡng phải đính chính trong cuộc họp quốc hội lần này về những phát ngôn của mình liên quan đến lực lượng công an. ở vị trí phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội, những lời ông nói ra có tác động đến toàn bộ cơ quan quyền lực. những lời ông nói sai, cho dù là kém về mặt tính toán hay có động cơ nào khác, thì cũng đã làm quốc hội, dư luận cử tri cả nước, bạn bè quốc tế có những suy nghĩ, cái nhìn không đúng về lực lượng công an. Với tư cách là một sĩ quan công an, tôi yêu cầu ông Lưu Bình Nhưỡng phải xin lỗi lực lượng công an về những phát ngôn sai sự thật của mình. Câu hỏi tiếp theo. Ngay tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu đã thẳng thắn tranh luận, khẳng định sự sai sót trong tính toán, phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng trước Quốc hội. Tuy nhiên, những trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đã lợi dụng những phát biểu này của ông Lưu Bình Nhưỡng và ý kiến của ông nêu sau đó trên Facebook để gắn ghép, bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng đánh giá như thế nào về vấn đề này? Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời Tôi khẳng định những phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng là hoàn toàn sai sự thật. Những phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng đã gây tác động xấu, làm ảnh hưởng, sứt mẻ lòng tin, tình cảm của người dân đến lực lượng công an. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Một số thế lực thù địch đã viện dẫn những phát biểu không chính xác này của ông Lưu Bình Nhưỡng để gắn ghép, bôi nhọ, xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng công an, nói xấu đảng. Ở đây chúng đã có mục đích chính trị rất rõ. Như tôi đã nói, ông Lưu Bình Nhưỡng cần phải có đính chính, xin lỗi công khai đến Bộ Công an, lực lượng công an nhân dân trước Quốc hội, trước các cơ quan thông tấn, báo chí. Với nội dung tranh luận giữa hai đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Hữu Cầu tại nghị trường Quốc hội cũng cần phải có kết luận về việc này trước Quốc hội. Công an nhân dân là một lực lượng trong hệ thống chính trị, hoạt động trong lòng nhân dân, trong điều kiện kinh tế thị trường, chứ không hoạt động biệt lập ở một hoang đảo. Cán bộ chiến sĩ công an cũng là người có những nhu cầu rất đời thường như những người khác. Cho nên, trong hàng trăm vạn cán bộ chiến sĩ cũng có một vài người thao hóa, đó là điều hết sức bình thường không thể vì sai phạm của một vài cá nhân mà chụp mũ phủ nhận sạch trơn những cống hiến, hy sinh đóng góp to lớn thầm lặng của cả một lực lượng công an được. Mà nói về sai phạm thì ngay cả cảnh sát Hoa Kỳ, dù họ trợ cấp cũng như chế độ phúc lợi cho mỗi cảnh sát của họ gấp hàng chục lần so với công an nhân dân của chúng ta, nhưng họ vẫn có những sai lầm, vẫn vi phạm, thậm chí vi phạm vô cùng nghiêm trọng. Lực lượng công an nhân dân được đào tạo, rèn luyện để đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt quan trọng. Chỉ tính trong năm 2017 và 2018, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ những kỳ cuộc, sự kiện chính trị lớn trọng đại của đất nước, thế giới diễn ra tại Việt Nam như năm APEC, tuần lễ cấp cao APEC 2017. Sự kiện này khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ về đất nước chúng ta, về công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an. Trong khi đó, chỉ cách Đà Nẵng hơn 1.500 km, hàng loạt các nước như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia đã từng xảy ra khủng bố. Thành công của tuần lễ cấp cao APEC 2017 có được là do sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự ủng hộ của toàn dân và vai trò của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là vô cùng quan trọng. Cũng mới đây tại Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an cũng là nòng cốt đảm bảo thành công cho diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018. Thành công của diễn đàn đã được chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN khẳng định là chưa khi nào rực rỡ như vậy. Thành công của diễn đàn đã nêu bật vai trò, vị trí của đất nước chúng ta trên trường quốc tế. Trong vòng chưa đầy một năm qua, lực lượng công an đã phá thành công hàng trăm chuyên án ma túy, thu giữ hàng tấn heroin. Việc này đã góp phần cứu hàng triệu người thoát khỏi cái chết trắng. Giữa thời bình, nhưng mỗi năm có tới 7 đến 10 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ. Họ biết cái chết đang đón đợi phía trước, nhưng tinh thần, ý chí Quyết tâm phòng chống đấu tranh với tội phạm đã thôi thúc cán bộ chiến sĩ tiến lên, tiêu diệt tội phạm, tiêu diệt cái xấu xa khỏi xã hội để giữ vững bình yên cho nhân dân. Những năm đất nước có chiến tranh, cầu hát, đường ra trận mùa này đẹp lắm. Cái chết nhẹ tựa lông hồng đối với những người chiến sĩ giải phóng quân. Những cán bộ chiến sĩ công an dù biết phải hy sinh nhưng cũng sẵn sàng xông pha mưu trí dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì hạnh phúc bình yên của nhân dân. Hy sinh thời nào cũng vĩ đại và những hy sinh trong thời bình càng vĩ đại hơn. Hãy thử nghĩ xem, nếu vắng lực lượng công an một ngày thì xã hội sẽ ra sao? Phóng viên hỏi: Trong thời gian qua Bộ Công an đã quyết liệt chủ động thực hiện đề án 106, nghị quyết 01 của chính phủ về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy. Ông đánh giá như thế nào về những thay đổi này? Thiếu tướng Lê Văn Cương trả lời. Có thể khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Việc giảm từ 126 cấp tổng cục, vụ cục xuống còn 60. 8 tổng cục không còn nữa, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm tướng lĩnh, hàng nghìn sĩ quan các cấp. Trong điều kiện khó khăn như vậy, nhưng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã làm được. Tôi đã từng làm việc qua 7 đời Bộ trưởng, chứng kiến 5 đến 7 lần thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy. Song lần này, đây là cuộc cách mạng về tổ chức trong Bộ Công an. Những lần thay đổi trước đó chỉ là mang tính tình huống, nhưng lần này mang tính cách mạng. Nó làm thay đổi hoàn toàn tư duy, lề lối phương thức làm việc. Nó thể hiện vai trò đứng đầu, nêu gương trách nhiệm trước đảng, quốc hội, nhà nước. Bàn tay sạch, trái tim nóng, quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng công an vượt qua chính mình, thông qua những vụ án lớn. Bộ Công an đã vượt qua những tình cảm riêng tư, dùng lý trí để giải quyết công việc, không mềm yếu, kiên quyết trước những sai phạm. Bác Hồ đã từng nói, kẻ thù trong nội bộ là khó xử lý nhất nhưng bộ công an đã làm được. Lãnh đạo bộ công an đã nhận thấy rõ hơn những sơ hở, yếu kém trong một số khâu quản lý, lãnh đạo. Và sau những vụ việc này, cùng với sự thay đổi mang tính cách mạng về tổ chức bộ máy, bộ công an siết chặt kỷ luật, lực lượng công an sẽ ngày càng mạnh hơn, được nhân dân tin yêu hơn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Xin trân trọng cảm ơn thiếu tướng